Xin chào bạn Toto. Thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu cái phần mềm hay là cái công cụ làm game này bạn. Có tên là Construct nè. Phiên bản hiện tại nó là Construct 3. Hồi trước thì nó cũng có phiên bản Construct 2 nữa, nhưng mà cái phiên bản đó là offline, nghĩa là chúng ta sẽ cài cái file đó trên máy tính chúng ta. Còn sau này thì nó sử dụng cái Construct 3 thì chúng ta bắt buộc phải dùng trực tiếp bạn. Nghĩa là chúng ta truy cập vào trang web nè, chúng ta làm trực tiếp trên website luôn. Rồi thì tại sao chọn cái công cụ phần mềm này bạn? Thì tại vì thứ nhất là tôi thấy nó làm được nhiều game lắm, tôi lên trên cái giới thiệu của nó làm được nhiều game, tôi thấy nó hay lắm, thú vị lắm. Như là cái dạng game là dạng game trên trên website bạn, như là HTML á, đó. Đó nên tôi thích. Còn với lại nó cũng thể là xuất cái file xuất ra trên những cái chợ như là Android, App Store cũng được đó. Nó tương tự như cái thằng Billboard tôi đã hướng dẫn các bạn nè. Đó, nghĩa là những cái dạng cái công cụ phần mềm này á, là những cái mà đơn giản á, chúng ta không cần biết về code hay lập trình, chúng ta vẫn làm được những cái game này đó. Nên tôi thích chọn những cái này tại vì tôi cũng không có giỏi về về code á. Thì cái thằng Billboard này á, cái ưu điểm được cái là nó làm được những cái game 3D luôn, nhưng mà có cái nhược điểm á, là thứ nhất là cái chi phí thuê bao hàng năm nó cao, như là nó nhược điểm đó là nó không có xuất được cái file định dạng trên web website bằng như là HTML5 á. Để ta chơi những trò game trên website nó chỉ xuất được trên Google Play hay CS Play gì đó và App Store thôi. Đó, nên tôi sẽ tìm hiểu thêm cái thằng cái công cụ phần mềm Construct này. Ok ha. Rồi, giờ thì bạn bắt đầu bạn cứ lên cái trang chủ của nó đi và bạn tìm hiểu thêm, ví dụ như lít dưới đây thêm biết những tính năng đó nè. Rồi biết những cái trò game nó giới thiệu á để chúng ta lấy động lực chúng ta học. Ta phải làm sao để chúng ta làm được những trò game đó. Đó, làm giống được vậy ha. Rồi sau đó ta sẽ sáng tạo thêm. Rồi bạn bắt đầu tìm hiểu tới phần giáo dục của ta nè, hướng dẫn gì nè, tới cái phần học nè, lên học học cái phần mềm này thì nó sẽ có những cái file lý thuyết dạng test bằng văn bản á, thì bạn cứ đọc như thế này, còn không thì bạn click vô đây nè để bắt đầu hướng dẫn những cái video á đó. Tutorial nè, để xem những cái video hướng dẫn của người ta. Rồi thì bạn cứ tìm hiểu bạn ha, nó cũng không khó đâu bạn, cái nào không biết mà tiếng tiếng Anh á thì bạn click vô cái chữ công cụ Google dịch nè. Để ta dịch nguyên cái trang web đó. Rồi. Nhưng mà thường á thì tôi xem thích xem video hơn bạn, nó dễ hay tiếp thu hơn. Thì video thì bạn hãy lên trên YouTube á, bạn đăng ký kênh của người ta. Kênh của công ty này nè, đó, cái chữ gì bạn, Surya Video gì nè. Thì khi đăng ký thì bạn vào trong phần danh sách phát á thì nó danh sách người ta hướng dẫn nè, rất là trình tự ha. Nó, những cái gần đây nhất là của người ta là Construct 3, nhưng mà do chúng ta mới bắt đầu học phần mềm này á thì sao? Thì chúng ta cứ học từ Construct 2 thôi. Tại vì nó sẽ cơ bản mà bạn, nó dễ cho chúng ta hơn. Sau khi rành về Construct 2 thì chúng ta sẽ chuyển qua Construct 3. Thật ra nó chỉ khác giao diện chút xíu bạn. Giao diện Construct 2 nó giống khoảng 70% cái Construct 3 thôi, nên không có gì hết. Tao cứ học từ đầu, từ dưới lên. Đây người ta đã sắp xếp rất là thứ tự ngay ngắn rồi, có trình tự nè. Bạn nên học từ dưới lên ha. Học những ví dụ như cái này là cái số 1 học, và tới số 2, số 3 nó học từ từ dưới lên vậy đó. Rồi, đó cái cách tôi cũng tự học thôi. Tôi học như thế nào thì tôi chia sẻ các bạn thôi. Sau khi bạn học hết những cái video lý thuyết này rồi thì bạn muốn xem thêm thì bạn cứ lên trên YouTube nè, cái thanh tìm kiếm nè, bạn đánh cái từ là hướng dẫn học Construct 3 hay là tutorial gì đó Construct 3 đó, thì trên đây nhiều người ta chia sẻ lắm. Ok ha. Rồi sau khi bạn xem hết được nhiều đó, bạn muốn tìm hiểu thêm thì còn cái cách nữa là chúng ta sẽ tốn khoảng 3 đến 5 đô đó để đăng ký những cái gì, những cái tôi thấy có một số cái người nước ngoài á, người ta như dạng thuê bao á, để bạn mỗi tháng một tốn một ít như 3 5 đô để bạn trả phí để người ta hướng dẫn, để bạn có được cái hướng dẫn những cái trò game thực tế luôn đó. Thì tới khi nào tới đó đi thì tôi sẽ nói thêm, thì tôi cũng thấy gì thôi nhưng mà tôi chưa có đăng ký. Đầu tiên ta học cái cơ bản trước đi rồi ta mới tới cái phần đó. Ok ha, đó là cách ta tự học thôi, thì tự tìm tòi tự kiếm hết tất cả những cái mọi nguồn dữ liệu có thể để ta học trên mạng, trên web hay là trên YouTube gì đó. Rồi đó là cái cách ta tự học ha. Giờ tiếp theo tới cái cài phần mềm đi. Thì một đó là bạn có thể làm xem cái giá tiền nè, Construct 3 nè, để bạn mua. Như đây nó chia làm cá nhân hay là doanh nghiệp, công ty nè, hay là giáo dục, tổ chức giáo dục á. Cá nhân nó chưa đây. Thì cái giá nó cũng không có cao đâu bạn. Ví dụ như đây là một tháng là 189.000 Việt Nam đồng nè. Đơn vị là VND hay Việt Nam đồng. Còn nếu bạn đăng ký theo dạng năm là 12 tháng đó, thì nó là 1.499.000 như chịu gửi đi. Đó, thì tiết kiệm 33% so với khi bạn đăng ký từng tháng. Ok, hãy click vô đây mua. Thanh toán bằng thẻ Visa, Mastercard hay PayPal, cái gì cũng được. Rồi, thì giải pháp thứ nhất là các bạn
tốn bạn mua ha, ví dụ như bạn nhắm bạn học một tháng hay 2 tháng, học từng tháng gì đó thì bạn mua thử 189.000 đồng một tháng để chúng ta học thôi, là cái cách bình thường ha. Còn cái cách tôi khuyến khích, còn một cái cách nữa là ví dụ như những bạn mà không có điều kiện á thì có thể lên đâu đó trên mạng á, trên Google á, thì tải cái phần mềm Kinh Trúc 2 về, tải Kinh Trúc 2 là cái bản offline ta có thể cài về máy. Rồi sau khi chúng ta học trong giai đoạn học đó, học vài tháng đó, khi mà chúng ta đã rành á, ta muốn xuất cái file kết quả ra, ra những cái định dạng như là để chúng ta tải lên trên cái chợ App Store Google Play á, thì tới lúc đó bạn có thể là quay lại đây rồi bạn mua cái phiên bản bản quyền, mua cái phiên bản có bản quyền là Kinh Trúc 3 này, chúng ta tải những cái file đó lên để chúng ta thực hành thực tế làm game thiệt luôn á. Còn trong quá trình học để giảm thiểu cái chi phí thì bạn hãy sử dụng những cái bản chia sẻ trên mạng á, Kinh Trúc 2. Rồi thì tôi chỉ nghĩ gì thôi ha, tại cách nó không chính thống nên tôi chỉ giới thiệu sơ thôi. Ok, rồi nói chung là ban đầu học thì chúng ta học cái Kinh Trúc 2, Kinh Trúc 3 gì cũng được hết, quan trọng là chúng ta biết được cái cách để làm, cái cách hiểu những cái nội dung bên trong đó, những cái sự kiện, những cái điều kiện, những cái hành động, cái gì bên trong cái phần mềm đó. Còn bạn học cái nào cũng được, giai đoạn học thì không quan trọng đâu, khi nào mà giai đoạn thực tế chúng ta làm những cái game á thì chúng ta mới mua bản quyền này, lưu ý ha, mua để có được những cái file nó chuẩn, nó không bị lỗi để chúng ta xuất xuất lên chợ chợ Google Play hoặc App Store. Rồi giờ thống nhất được là chúng ta biết cái tiền ha, tiền mỗi người ha, bạn muốn tải cái, muốn học cái Kinh Trúc 3 này cũng được, tải cái file Kinh Trúc 3 này cũng được, hoặc là bạn hãy lên trên Google tìm cái file Kinh Trúc 2 cũng được ha, cái nào cũng được thôi. Rồi sau khi chúng ta cài đặt được rồi đó thì sao, thì chúng ta sẽ bắt đầu học. Thì tôi cũng sẽ chia sẻ bạn cái file mà tôi tự làm thôi, cái tài liệu học nè, nó cũng đơn giản thôi, cũng không có gì bạn, tôi làm tới đâu tôi sẽ bổ sung nó, tại vì tôi cũng như các bạn thôi, cũng mới học vài ngày thôi, thì tôi lưu lại những kiến thức thì tôi sẵn sẵn tôi chia sẻ cho các bạn luôn á đó. Cũng đơn giản thôi bạn, nhất là đây là những cái phím tắt nè để chúng ta sử dụng phần mềm, ở đây là những cái khái niệm hay là những cái từ á để chúng ta tìm hiểu thêm, những khái niệm á tiếng Anh nên tôi dịch tiếng Việt cho bạn, và xuống đây là những cái nội dung gì đó thì từ từ những video sau tôi sẽ nói thêm. Mới bắt đầu học á, ta nên học tổng quát thì nó sẽ hay hơn, sau đó chúng ta sẽ vào chi tiết từng phần. Ok ha, đây là cái file tài liệu học về phím tắt gì đó. Rồi tôi sẽ chia sẻ lên trên web tôi đó, thì bạn lên trên trang web tôi bạn tải về. Rồi video này đến đây là kết thúc bạn ha, nó chỉ đơn video này chỉ là hướng dẫn chú ý các bạn làm sao mà để cài đặt được cái file Kinh Trúc hay vô máy bạn thôi. Bạn hãy chọn Kinh Trúc 2 cài đặt vô máy hoặc là sử dụng cái phiên bản dùng thử miễn phí của Kinh Trúc 3. Quên đó, chưa chưa để tôi xin một phút nữa tôi sẽ chia sẻ cái phần so sánh giữa cái phiên bản miễn phí với phiên bản có phí nè đó, thì nó hơn nhau cái là thứ nhất là cái gì ta, này chỉ được 50 sự kiện thôi, còn này là cái dấu này dấu vô cùng á, là không giới hạn á, còn này là được 2 laser, con này không giới hạn, con này là 2 hiệu ứng, con này không giới hạn, còn này là không có được game nhiều người chơi, còn đây là được nè, nghĩa là chúng ta tạo game mà được nhiều người chơi bạn. Rồi tùy chỉnh giao diện mới ban đầu, rồi cái này là không kiếm tiền được, rồi cái này không quảng cáo được, không mua hàng trong game được ha, EBA là dạng mua hàng trong game á, này là không quảng cáo được nè rồi cái này là xuất chỉ được xuất trên HTML5 thôi, và không được xuất những cái định dạng khác như là xuất cho desktop hay là xuất trên Android iOS nè, Android iOS. Chữ ít ít là gạch là không được đó nha, nó những cái cơ bản thôi, bạn hãy tìm hiểu thêm sau khi chúng ta học á. Bởi tôi nói với bạn rồi là khi chúng ta học thì chúng ta học cái phiên bản nào cũng được thôi, mà khi chúng ta thực tế mà muốn cho ra cái file kết quả tốt chuẩn chỉnh á, không bị lỗi á, thì chúng ta phải bắt buộc phải mua bản quyền á, mua bản quyền nó không nhiều cho bạn, bạn dùng thử khoảng tháng đi, không được thì chúng ta bỏ, ví dụ vậy, 189.000 tháng. Rồi thì video này tôi giới thiệu cho bạn để bạn cài đặt được phần mềm thôi. Và video sau chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua cái bắt đầu vô cái phần giao diện của phần mềm ha. Và tôi là Tú đang dẫn các bạn trên trang web là farmtu.com. Hẹn gặp lại các bạn.